Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chính phủ số là con đường đưa Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Theo Thủ tướng, phát triển chính phủ là xu thế tất yếu, đẩy lùi nạn tham nhũng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là con đường phát triển Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Trích bài viết trên báo điện tử Vietnamnet tường thuật tại lễ khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của chính phủ, thủ tướng và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1000 trên cổng dịch vụ công quốc gia vào sáng ngày 19 tháng 8 năm 2020. Lâu nay trên báo chí, trong các bài diễn văn, ở các buổi lễ, những chương trình sự kiện, người ta quen cách hiểu của lối diễn đạt thành công hay thất bại là phụ thuộc trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản. Nếu có ai đó đi ngược lại quan điểm này thì sẽ đối mặt với cáo buộc tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ở đây cần giải thích là tự diễn biến, tự chuyển hóa không được hiểu theo từ điển tiếng Việt. Theo nghĩa thông thường thì tự diễn biến và tự chuyển hóa là một quá trình tự vận động, tự thay đổi về chất. Nhưng các khái niệm tự diễn biến và tự chuyển hóa được sử dụng trong văn kiện của Đảng và trên sách báo chính trị xã hội ở Việt Nam không theo nghĩa như vậy, mà theo nghĩa là sự suy thoái biến chất về tư tưởng chính trị, về đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên. Nôm na theo cách nói của Đảng là tự diễn biến và tự chuyển hóa là quá trình tự thay đổi của chủ thể theo hướng tiêu cực, tự diễn biến và tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên nếu không được ngăn chặn sẽ dẫn đến chuyển hóa của cả chế độ. Chủ thể của tự diễn biến là cán bộ đảng viên, bất kể ở vị trí nào, vị trí của người cán bộ đảng viên càng cao thì hậu quả tiêu cực của tự diễn biến càng lớn. Còn chủ thể của tự chuyển hóa vừa là cán bộ đảng viên, vừa là tổ chức của chính những cán bộ đảng viên đó. Tuy nhiên, sự xác định như nêu cũng chỉ mang tính tương đối theo tùy theo vị trí, bài diễn văn có những cụm từ này do ai phát biểu, vị ấy chức sắc đến đâu trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo cách lập luận của Đảng thì tự diễn biến và tự chuyển hóa có quan hệ chặt chẽ với nhau, giống như mối quan hệ không thể phân biệt giữa cá nhân trong tổ chức mà cá nhân đó là thành viên. Tự diễn biến là quá trình thẩm thấu từng ngày, từng hoạt động của các chủ thể, còn tự chuyển hóa là đích đến, là hệ quả của tự diễn biến của cá nhân tổ chức. Có vẻ càng mô tả diễn đạt cho các cụm từ được hiểu thông không theo từ điển tiếng Việt ở trên thì xem ra càng rối rắm hơn. Một cách đơn giản thì trở lại với phát biểu của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc được báo Vietnamnet tóm ý để đặt thành tựa bài tường thuật chính phủ số là con đường đưa Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Nếu thư ký của ngài Thủ tướng cẩn trọng hơn và biên tập viên của Vietnamnet có tính đảng hơn thì theo Thủ tướng, xây dựng và phát triển chính phủ là xu thế tất yếu nhằm nâng cao tính công minh, công khai, minh bạch của chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, từ đó góp phần đẩy mạnh và tăng cường kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, xã hội. Đây cũng là con đường đúng đắn để phát triển đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng, Thủ tướng nhấn mạnh. Đoạn tường thuật đó nên biên tập thế này để bảo đảm tuân thủ Điều 4 Hiến pháp năm 2013. Theo Thủ tướng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là quan tâm sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, đang tạo ra những điều kiện tốt nhất cho xây dựng và phát triển chính phủ số, một xu thế tất yếu nhằm nâng cao tính công khai minh bạch của chính phủ, đẩy lùi nạn tham nhũng lãng phí, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội. Đây cũng là con đường đúng đắn để phát triển đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng mà Đảng của chúng ta đang nhắm đến, Thủ tướng nhấn mạnh. Các đoạn thềm thắt ở trên nghe tuy có vẻ nịnh hót, song sẽ tương đồng với lối phát biểu trước đó trong bài diễn văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh của ông Hồ Chí Minh. Từ một nước nghèo và lạc hậu, Việt Nam đã vươn trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình,
đất nước ta chưa bao giờ được cơ đồ tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, có thêm nhiều điều kiện và tiền đề thuận lợi để vững bước trên con đường Đảng ta, nhân dân ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Thành tựu của 35 năm đổi mới đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Rõ ràng, theo nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay là nhờ vào đường lối đổi mới của Đảng dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Này, nếu tự nhiên ở đâu đó xuất hiện quan điểm chính phủ số là con đường đưa Việt Nam hùng cường thịnh vượng thì hóa ra đây là một vị tiền bối cách mạng như Mác Lênin, như Hồ Chí Minh ở cả trăm nước trước đã tiên đoán được sự phát triển của kỷ nguyên số. Có lẽ lâu nay ở trên thế giới tôn vinh chiêm tinh gia người Pháp Nostradamus là điều cần xem lại khi so với cây cao bóng cả Mác Lênin, Hồ Chí Minh của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, các nhà lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, các dư luận viên hay những người ủng hộ hoặc làm tay sai cho Đảng Cộng sản Việt Nam thường lớn tiếng nói rằng đa đảng là chưa phù hợp ở Việt Nam. Họ đưa ra lý do nếu như Việt Nam có đa đảng thì sẽ có một đảng nào đó bị Trung Quốc mua chuộc thì sẽ gây rối loạn đất nước. Và họ kết luận rằng Việt Nam nằm cạnh nước lớn Trung Quốc nên chế độ đa đảng là không phù hợp. Vậy lý luận của những người bênh vực cho chế độ độc đảng Cộng sản có đúng hay không? Tôi sẽ phân tích phần ưu điểm của chế độ đa đảng và bản chất phản động của chế độ độc đảng Cộng sản để quý vị thấy rõ. Trước hết, chúng ta cùng xem các ưu điểm của đa đảng. Khi có đa đảng thì hiển nhiên có hệ thống tam quyền phân lập, báo chí tư nhân tự do, truyền thông độc lập và đó là cơ chế giám sát trong một thể chế chính trị dân chủ. Hệ thống tam quyền phân lập tạo ra sự cân bằng quyền lực, giám sát quyền lực lẫn nhau giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Báo chí tự do hay truyền thông độc lập và lực lượng quyền lực thứ tư của nhân dân để giám sát hệ thống tam quyền phân lập và giám sát luôn các đảng phái chính trị. Các đảng phái chính trị giám sát lẫn nhau, các đảng phái đối lập giám sát đảng cầm quyền và nhân dân là những trọng tài công bằng và khách quan nhất trong các kỳ bầu cử để chọn ra những lãnh đạo đất nước, đảng cầm quyền. Việc tranh cử của các đảng chính trị, các ứng cử viên độc lập được diễn ra công khai và minh bạch trước sự giám sát của truyền thông, các cơ quan pháp luật và nhân dân. Không một cá nhân hay đảng chính trị nào có thể thao túng được chính trị của đất nước. Đó là một vài lợi điểm của chế độ chính trị dân chủ đa đảng. Trong chế độ chính trị độc đảng ở Cộng sản Việt Nam, tuy là chế độ một đảng nhưng bên trong của Đảng Cộng sản Việt Nam lại có hàng nghìn băng đảng mafia chính trị, phe nhóm lợi ích được hình thành và tồn tại từ cấp bộ chính trị, ban chấp hành trung ương, các bộ ngành, các địa phương và từ cấp tỉnh tới thôn bản. Tại sao lại gọi là mafia chính trị? Bởi vì các nhóm quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Bộ Chính trị tới các địa phương tranh giành quyền lực chính trị và lợi ích kinh tế với nhau trong bóng tối, quyết liệt với mọi thủ đoạn đê tiện và hèn hạ nhất, thậm chí có thể sát hại lẫn nhau. Các băng đảng mafia chính trị, phe nhóm lợi ích, chúng cấu kết với nhau theo ngành dọc, theo ngành ngang, từ trung ương cho đến địa phương để đấu đá với nhau trong bóng tối để tranh giành quyền lực chính trị và các lợi ích kinh tế. Trong Bộ Chính trị có gần 20 thành viên, nhưng nếu là thủ lĩnh từ những băng đảng mafia chính trị khác nhau trong Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi ủy viên Bộ Chính trị thì lại có một đàn em nằm trong Ban Chấp hành Trung ương, rồi chúng lần lượt nằm ở các bộ, các tỉnh, thành phố. Ở cấp tỉnh, các bộ cũng vậy, mỗi tỉnh ủy viên đảng bộ ABCD đều có đàn em ở các vụ, các sở, ban ngành. Tương tự như vậy cho tới cấp huyện, xã, thôn, bản. Đặc trưng nổi bật của chế độ độc đảng Cộng sản Việt Nam là các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực chính trị và các lợi ích kinh tế đều diễn ra trong bóng tối. Báo chí của chế độ không được biết và nếu biết cũng không được phép đưa tin.
Nhân dân càng không thể giám sát và đương nhiên không có quyền lựa chọn và quyết định người có tài năng đạo đức để phục vụ cho nhân dân. Trước đây, những kẻ thua cuộc trong cuộc đua tranh giành quyền lực chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam thường được nghỉ hưu khi sắp đến tuổi hoặc cho ngồi chơi xới nước, chờ nghỉ hưu. Nhưng trong những nhiệm kỳ gần đây thì những kẻ thua cuộc sẽ phải vào ngồi tù với những bản án tới cả chục năm hay chung thân như Đinh La Thăng và Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Vậy sự nguy hiểm của chế độ độc đảng Cộng sản Việt Nam với đa đảng mafia như thế nào? Thứ nhất, không có sự giám sát của nhân dân, đảng đối lập và truyền thông độc lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam dễ dàng bán lãnh thổ chủ quyền quốc gia cho Trung Cộng như Hiệp định Phân định Biên giới Việt-Trung năm 1999, Hiệp định Phân vịnh Bắc Bộ năm 2000, Hiệp định Qua lại Biên giới Thỏa thuận dẫn độ, thời đó Lê Khả Phiêu đã ký. Thứ hai là các cuộc đấu đá tàn sát lẫn nhau trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa những kẻ cơ hội thất tài, bất tài và thủ đoạn độc ác lên nắm quyền lực từ trung ương cho đến địa phương. Như vậy thì chúng tước đoạt đi quyền và cơ hội của những người có tài năng và đạo đức khác. Thứ ba là những kẻ nắm giữ quyền lực dành quá nhiều thời gian để tính toán việc tham nhũng ăn chơi, đối phó với các đối thủ khác trong đảng, nên chúng không còn thời gian để suy nghĩ tìm ra những giải pháp tốt nhất xây dựng và phát triển đất nước. Thứ tư, chúng đặt lợi ích của phe nhóm, của đảng, của chế độ cộng sản lên trên lợi ích của đất nước, quốc gia và dân tộc. Chúng sẵn sàng hy sinh lợi ích của đất nước, của nhân dân vì lợi ích của đảng và của chế độ, ví dụ như chính sách đu dây ngoại giao hay chính sách 4-0. Thứ năm, để bảo vệ quyền lực cai trị tuyệt đối của đảng và chế độ cộng sản đối với đất nước và nhân dân thì chúng tước đoạt, chà đạp lên quyền tự do dân chủ của nhân dân, đàn áp, sách nhiễu, bắt cầm tù những người dám đứng lên đấu tranh cho nhân quyền và tự do dân chủ. Thứ sáu, tham nhũng là lý tưởng, mục đích, lẽ sống và bản chất của quan chức chế độ Cộng sản Việt Nam, nên chúng tìm mọi cách để vơ vét nhiều nhất có thể để làm giàu và nuôi dưỡng băng đảng, phe nhóm của chúng trong đảng. Tham nhũng của chế độ Cộng sản Việt Nam làm mất đi 30% nguồn lực quốc gia mỗi năm. Qua sự so sánh và phân tích trên cho chúng ta thấy là xu thế tất yếu của cuộc đấu tranh để chuyển đổi từ chế độ độc đảng cộng sản lạc hậu, phản động sang xây dựng một chế độ dân chủ, đa đảng, mang tính ưu việt ở Việt Nam. Mọi vấn đề đều nằm trong tay quyền lực, quyết định của đa số nhân dân, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam. Chúng ta không thể thụ động ngồi chờ vào sự đấu tranh hy sinh của một vài người, vài tổ chức khi mà toàn thể thế hệ trẻ Việt Nam hiểu được nghĩa vụ trách nhiệm của mình đối với đất nước, với tương lai của chính mình và mong muốn khát khao được thể hiện tài năng của bản thân. Chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, hợp tác, đứng lên cùng đấu tranh thay đổi đất nước. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Thưa quý vị và các bạn, theo điều lệ đảng thì Ban chấp hành Trung ương có quyền xem xét tất cả các vấn đề về hiến pháp trước khi Quốc hội thông qua. Hiện nay thì có tình trạng là thể chế có, cơ chế có, nhưng nếu thực hiện theo đúng quy định thì vướng mắc, thậm chí thể chế không còn phù hợp với thực tiễn nữa. Trong trường hợp đó thì nếu không có những đột phá vì lợi ích chung thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của xã hội. Phát biểu trên là của ông Nguyễn Đức Hà, cựu vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương, khi ông trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong ngày 17 tháng 8 với tít bài là lằn danh dám quyết, dám làm và sai phạm. Bài phỏng vấn dường như là muốn đưa đến người đọc một vấn nạn trầm kha. Trong một thời gian chúng ta buông lỏng công tác quản lý cộng với thể chế, cơ chế, chính sách chưa hoàn thiện, đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu về văn bản này trái với văn bản kia nên mới có câu nói vừa buồn vừa đau lòng là sáng đúng chiều sai mai lại đúng. Vì sao lại như vậy? Và vì nay anh dựa vào văn bản A để thực hiện thì đúng, chiều lục tìm lại thì lại thấy có văn bản B soi ra thì lại thấy sai, sáng mai tìm lại một văn bản khác thì dựa vào văn bản A là đúng. Đó là cách nói ví von, song thực tế cũng có câu chuyện đấy xảy ra, ông Nguyễn Đức Hà giải thích.
Lập luận chung của vị cựu vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương trong bài báo thể hiện qua dạng hỏi đáp cho thấy toát lên được một điểm chung là điều quan trọng nhất theo tôi vẫn là người thực hiện có trường hợp thể chế đầy đủ, rõ ràng rồi nhưng vẫn cố tình làm sai. Nôm na, rất có thể là ông Nguyễn Đức Hà muốn nói rằng về nguyên tắc thì Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị luôn đưa ra những chính sách đúng và việc làm sai chính sách thuộc về các cấp bên dưới, hoặc cũng có thể ẩn tình ở đây rằng mặc dù là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả nước, cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước xã hội, song tùy lúc, tùy nhiệm vụ và những người đứng đầu đảng đã có thể biểu hiện khác nhau về cái gọi là trung thành lợi ích với những cân bằng sai biệt của trục giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Vẫn theo nhận xét của Nguyễn Đức Hà thì quá trình thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, chúng ta mất rất nhiều cán bộ cũng đau lòng, xót xa lắm nhưng vẫn phải xử lý. Việc xử lý này giúp lập lại được kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước để mọi việc đi vào đúng quỹ đạo. Song từ thực tiễn cũng đặt ra một vấn đề đáng lưu tâm là việc xuất hiện tâm lý chờ đợi, tâm lý lo sợ, tâm lý giữ mình và tâm lý làm chậm, thậm chí là không làm còn hơn là bị kỷ luật. Điều này làm thui chột, giảm tính sáng tạo, đột phá của đội ngũ cán bộ. Vì thế mà Bộ Chính trị mới giao Ban Tổ chức Trung ương xây dựng một quy định về giữ vững được kỷ cương, kỷ luật, song vẫn tạo được môi trường để cán bộ làm việc, cống hiến sáng tạo, đột phá vì lợi ích chung. Tức là vừa có thể đi theo trình tự nhưng cũng có thể đi tắt đón đầu, tạo ra những đột phá cho mỗi cơ quan và đơn vị. Từ đánh giá như đoạn trích cho thấy xem ra ở đây nếu xét về lỗi căn bản thì đó lại đến từ cấp cao nhất là Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Và nếu xét từ góc độ ấy thì trách nhiệm cuối cùng cần được điều chỉnh theo hiến định tại điều 4.2 Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Thế nhưng trên thực tế thì chưa thấy những quyết định nào của Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Việc quy trách nhiệm, quy lỗi như những phát biểu của Nguyễn Đức Hà, cựu vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương xem ra không chỉ là chuyện đổ thừa cấp dưới mà còn là sự thiếu sòng phẳng so với bộ máy công quyền. Bởi chính quyền các cấp vừa phải quản trị hành chính quốc gia theo hệ thống pháp luật quốc gia, vừa phải chịu sự gọi là lực lượng lãnh đạo của Đảng Cộng sản qua đại diện, cụ thể là Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị. Trong khi đó thì mặc dù hiến định là các tổ chức của Đảng, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, điều 4.3, nhưng cho đến nay thì pháp luật cụ thể để một đảng chính trị hoạt động là gì vẫn chưa có. Thậm chí theo điều lệ của Đảng thì Ban chấp hành Trung ương có quyền xem xét về vấn đề hiến pháp trước khi Quốc hội thông qua. Trong phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mới đây, ngoài việc yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xử lý nghiêm các vi phạm tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu sớm ban hành quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 13, Đảng Cộng sản Việt Nam có dám thoát Trung Cộng hay không? Liệu tân Tổng Bí thư khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam có kế sách gì hữu hiệu cho chuyện thoát Trung mạnh mẽ và toàn diện hơn hay không? Tờ Nikkei Asian Review hôm 21 tháng 8 trong bài đăng có đoạn dựa vào cương lĩnh của Đảng Dân Chủ có thể rút ra 3 điều chính quyền Biden sẽ làm với Trung Quốc. Không cho phép Trung Quốc tiếp tục các hành vi thương mại không công bằng, tấn công tin tặc và mở rộng ảnh hưởng trên biển bằng quân sự. Thứ hai là phản đối mạnh mẽ hơn các hành vi của Trung Quốc trong lĩnh vực nhân quyền, bao gồm vấn đề người Duy Ngô Nhĩ. Thứ ba là tìm kiếm hợp tác với Trung Quốc trước những thách thức toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Giả dụ như điều tương tự kể trên
cũng đang nằm trong dự thảo của báo cáo Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, rất có thể sẽ thế này. Thứ nhất, chấm dứt vượt lệ thuộc phần lớn khâu nguyên liệu đầu vào và nhập từ Trung Quốc cho chuỗi sản xuất hàng hóa xuất khẩu và tiêu thụ nội địa của Việt Nam. Thứ hai, cứng rắn hơn trong pháp lý đối với bất cứ hành vi xâm lược nào của Trung Quốc đối với biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thứ ba là thể chế chính trị của Việt Nam không chịu bất kỳ sự phụ thuộc nào của các quốc gia khác, đặc biệt là không chịu bất kỳ sự can thiệp, sự chi phối nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xoay quanh ít nhất từ ba vấn đề nêu trên thì cương lĩnh trong nhiệm vụ mới của Đảng Cộng sản Việt Nam phải giải quyết hiệu quả yêu cầu thoát Trung Cộng vốn đã được đặt ra từ thập niên trước đó trong nền kinh tế hàng hóa của Việt Nam. Ở Việt Nam có hiến định là Đảng Cộng sản chịu trách nhiệm về sự lãnh đạo toàn diện của mình trong quản trị quốc gia. Như vậy, rất cần thiết có những phiên bản điều trần của các ứng viên trong Bộ Chính trị về việc nếu khi họ được tín nhiệm thì họ sẽ có những giải pháp gì để thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất các yêu cầu mà cương lĩnh đảng nhiệm kỳ mới đặt ra. Việc điều trần này không diễn ra ở nội bộ đảng viên tham dự Đại hội 13 mà có thể là một điều trần trực tuyến để cho người dân trực tiếp theo dõi, trực tiếp có ý kiến, thậm chí là người dân có thể biểu quyết qua hình thức bầu chọn trực tuyến. Điều đó còn chứng minh được khả năng hùng biện của ứng viên Tổng Bí thư, người sẽ đứng đầu quốc gia trong suốt nhiệm kỳ mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chắc sẽ có ý kiến phản biện rằng việc so sánh trong bầu cử người đứng đầu quốc gia Mỹ khác hẳn với bầu cử ở Việt Nam, lựa chọn dân chủ hơn nữa, thể chế chính trị ở Việt Nam là độc đảng toàn trị. Việt Nam độc đảng, nhưng những người đứng đầu đảng luôn khẳng định là họ không hề độc tài và đảng viên của đảng luôn hiểu rõ lời huấn thị của người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Ngoài lợi ích của nhân dân, đảng không có lợi ích nào khác. Đảng là đầy tớ của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Như vậy thì với tư cách nhân dân, lẽ tất yếu là bất kỳ người dân cụ thể nào cũng được quyền phải biết những ứng viên Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ mới của đảng là ai. Những ứng viên Tổng Bí thư này đưa ra được những đường lối cụ thể ra sao để có thể thực hiện tốt nhất cương lĩnh và nhiệm vụ mới của đảng. Và người dân được thể hiện quyền của mình đến đâu khi mà đảng là đầy tớ của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Trên mạng xã hội đang đưa ra dự báo các ứng viên cho vị trí Tổng Bí thư Đảng như Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Phạm Minh Chính và có thể luôn cả ông Nguyễn Phú Trọng tái cử. Ai sẽ quản trị đất nước tốt nhất khi được trao quyền lực tối đa quốc gia? Để có sự lựa chọn cần thiết, có những phiên điều trần trước bàn dân thiên hạ tương tự như cựu Phó Tổng Thống Mỹ Joe Biden và như đương kim Tổng thống Donald Trump ở thì hiện tại. Và có thể thấy mặc dù Mỹ là đa đảng, song chủ nghĩa tư bản vẫn là lựa chọn chung của các đảng phái. Tương tự, Việt Nam chỉ có một đảng và xã hội chủ nghĩa là lựa chọn cho dù một đảng, song về nguyên tắc không hề giới hạn cho quyền lựa chọn ai sẽ là người đứng đầu để giúp cho đất nước phát triển tốt đẹp, phát triển đúng như những gì mà lý thuyết của chủ nghĩa xã hội hướng đến. Bởi rất có thể với ông Nguyễn Phú Trọng thì đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội toàn thiện ở Việt Nam hay chưa, nhưng đâu hẳn với các chính khách khác họ cũng bi quan như vậy. Và có lẽ trong chuyện hoạch định Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cần tiên liệu về việc đại dịch virus Vũ Hán còn kéo dài. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên
Bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.